Ok ạ. Xin chào các bạn. Tôi tên là Hương, hiện đang sinh hoạt tại Hội Thánh Lời Sự Sống. Tôi đã tham gia cái lớp khóa học hiệu kinh doanh hiệu quả này thì tôi thấy yêu thích nhất ý, và áp dụng được nhiều ý, ở cái bài mà đổi mới sáng tạo của thầy giáo Hạnh giảng, cái bài đó là bài 36 đấy. Và tôi thấy là trong lời ở đó thì thầy giáo có giảng là Chúa của chúng ta là đấng sáng tạo, và Chúa cho chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta cũng có cái khả năng như vậy. Và tôi học được cái kinh nghiệm của thầy giáo Hạnh ý, là thầy giáo khi mà khởi đầu một cái công việc ý, thì lúc đó là cái công việc về giáo dục đấy. Lúc đó thì nhiều đơn vị họ cũng đã có cái sản phẩm đấy, họ đã ra đời mà vượt trội hơn ấy, họ đã có ưu việt ấy, đó đã có đầy đủ rồi. Nhưng mà thầy giáo Hạnh cùng các anh chị em ấy ở công ty đã có cái nhờ cậy Chúa và nhờ cậy Chúa và Chúa cho cái sự sáng tạo ấy để mà công ty của thầy giáo Hạnh ấy về giáo dục ấy hiện giờ là rất thành công, do có cái sự đổi mới, sự sáng tạo, và hiện bây giờ là đã ở trên thị trường ấy đã rất là có uy tín và công ty phát triển rất là tốt. Đấy là tôi học được điều đó, vì công việc của tôi bây giờ cũng đang liên quan đến nó cũng gần giống như công việc của thầy giáo Hạnh ấy, là chúng ta cũng có đang phân phối cái mặt hàng mà đang trên thị trường nó cũng có rất là nhiều. Thế và bây giờ cũng phải cần có sự sáng tạo để làm sao mà mình lại chiếm được thị phần ở trên thị trường. Tôi áp dụng được nhiều ở cái bài học của thầy giáo Hạnh. Đó là cái điều tôi rất là thích thú khi là tôi học được cái ở trường thì tôi học được rất nhiều điều, nhưng mà cái bài đổi mới sáng tạo là tôi ở gần đây nhất, và tôi cũng là thầy thì tôi chia sẻ về cái bài đó. Và tôi cũng xin cảm ơn trước hết là thầy giáo và thầy hiệu trưởng đấy, mục sư Hòa đấy, là đã đưa cái chương trình kinh doanh hiệu quả này về cho chúng tôi để chúng tôi được học cái chương trình này. Tôi thấy rất là bổ ích và thú vị. Tôi đến bổ ích và thú vị đến mức là tôi buổi nào đi học, tuần nào đi học tôi cũng phải đi học đầy đủ luôn. Tôi phải, nếu mà phải nghỉ buổi tôi tiếc lắm, nên tôi đã phấn đấu là không được nghỉ một buổi nào cả. Đó là, và tôi đã đi học đầy đủ, không nghỉ một buổi nào, vì tôi thấy rất là thú vị. Nghỉ một buổi thì tôi tiếc lắm. Thế và tôi cảm ơn mục sư Hòa đầu tiên này, sau đó tôi cảm ơn các có mục sư trưởng Nhượng này, rồi có rất nhiều anh chị em doanh nhân đã đến giảng bài cho chúng tôi, và mọi người giảng với cái tinh thần mà phục vụ Chúa rất là tuyệt vời, tận tình dạy dỗ chỉ bảo chúng tôi. Các doanh nhân rất là bận rộn nhưng mà cũng đã mất chút thời gian quý báu của mình đến dạy dỗ chúng tôi, mà rất là nhiệt tình, rất là chu đáo. Và tôi rất là thấy khi cái khóa học này tôi thấy bổ ích, ích lợi, và mình được học mà mình làm theo đúng cái đường lối của Chúa ấy, thì tôi nghĩ rằng là những cái điều chúng tôi học được học thì chúng tôi sẽ ra làm việc sẽ có hiệu quả hơn, và sẽ có cũng sẽ đóng góp được vào trong cái công việc của Chúa nó hiệu quả hơn nữa. Tôi cảm ơn trường kinh doanh hiệu quả rất là nhiều. Tôi xin chào các bạn. Ok.